Xin chào tất cả các bạn, mình tên là Mai Nhật Quang. Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn về bảo tàng phòng không không quân. Bên cạnh mình đây là một chiếc máy bay trực thăng có mã số là 5107. Chiếc máy bay có 4 chỗ ngồi, được phủ bằng màu xanh rất nổi. Mình hy vọng các bạn sẽ đến đây và khám phá nhiều hiện vật với mình. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi.